Chào mừng các bạn đến với Highlight Game Hall, cộng đồng game phải lớn nhất Việt Nam. Video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn chị em về sự kiện phần thưởng vô cùng hấp dẫn lên đến 5.000 đô trên nền tảng giao dịch Coinlex trong tháng 7 này. Và sự kiện mình muốn chia sẻ trong video này là trải nghiệm dịch vụ B2B. Ở đây sẽ có hai event. Event đầu tiên là mua B2B trên Coinlex và chia thưởng bù 3.000 đô với hình thức first come first serve. Ai đến trước phục vụ trước. Cách tham gia sẽ có 3 bước. Bước 1, mua tối thiểu 200 đô thông qua B2B trên Coinlex. Bước 2, điền form mình để dưới phần mô tả video. Bước 3, chờ phân bổ phần thưởng sau khi sự kiện này kết thúc sau 7 ngày. Chi tiết phần thưởng event như sau: mua 200 đô nhận 5 đô, mua 500 đô nhận 10 đô, mua 1.000 đô nhận 30 đô và mua 3.000 đô nhận 50 đô. Thì để tham gia chúng ta cần phải có tài khoản Coinlex. Đường link đăng ký mình sẽ để dưới mô tả ở video này. Sau khi đăng ký xong, anh em hãy chọn mục Fiat, chọn giao dịch B2B, tỷ lệ thành công là rất cao. Chúng ta sẽ thấy danh sách những user đang bán đô có hiển thị tỷ lệ thành công, giá đô và giới hạn mua bán đô của họ. Sau đó chúng ta sẽ chọn user nào có tỷ lệ thành công cao và chúng ta sẽ mua của họ và chờ phản hồi nhanh nhất để rồi chúng ta tiến hành mua tối thiểu 200 đô để đủ điều kiện tham gia event. Giá đô hiện tại là 26, lên 200 đô sẽ là 5.2 triệu. Tùy thuộc vào tình hình tài chính của anh em tham gia. Sau khi mua xong thì anh em điền thông tin và đợi form. Sau đó đội Coinlex sẽ phản hồi anh em sau. Event thứ hai là đăng ảnh giao dịch B2B của bạn dưới phần bài viết tiếp của Coinlex và đăng kèm theo các cái cảm nhận khi mà mình tham gia cái dịch vụ này của bên họ và gắn kèm hashtag. Mỗi bình luận chất lượng sẽ được từ 50 đến 2.000 sách để cái đồng coin của sàn của họ. Và lưu ý là phần thưởng sự kiện này là có hạn nên các bạn sẽ chỉ được tham gia từ ngày 8 tháng 7 cho đến ngày 20 tháng 7. Nên anh em tranh thủ làm nha. Và đừng quên là khi anh em đăng ký tài khoản theo đường link của mình thì sẽ được nhận ưu đãi là 100 đô dành cho người mới. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ một số ưu điểm giao dịch B2B của Coinlex. Thứ nhất là việc đặt mua nó rất là đơn giản và dễ xác nhận. Điều này tránh trường hợp giá USD biến động lớn gây thiệt hại cho bên mua hoặc bên bán. Thứ hai là chức năng up bill thanh toán ngay khi xác nhận thanh toán, giúp giảm thời gian xác nhận đơn hàng. Thứ ba là khi đơn hàng chưa được chấp nhận, người mua hoặc người bán có thể chủ động hủy đơn để sử dụng các dịch vụ khác tự động hơn. Thì đó là tất cả những thông tin chi tiết về sự kiện B2B của nền tảng giao dịch Coinlex. Nếu như các bạn thấy video này hay và bổ ích, hãy cho mình một like và subscribe. Chúc bạn thành công.